Thưa quý vị các bạn, ngày hôm nay ngày 2 tháng 7 là tròn 2 tháng kể từ thời điểm Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan 981 trái phép trong sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Và trong suốt 2 tháng qua, ngày nào Trung Quốc cũng đưa hơn 100 tàu cá các loại, kể cả tàu chiến cùng máy bay bảo vệ giàn khoan này, gây nên tình trạng vô cùng căng thẳng ở trên Biển Đông. Vâng, và mặc dù đã xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam, song Trung Quốc vẫn liên tục gây hấn, khiêu khích và đâm thẳng vào các tàu thực thi pháp luật và tàu cá của Việt Nam. Những hành động chà đạp lên cả đạo lý lẫn luật pháp quốc tế của nước này đã khiến cho Trung Quốc lộ rõ bộ mặt của kẻ bạo ngược, hung hăng, muốn dùng vũ lực để thực hiện dã tâm bành trướng và nuốt trọn Biển Đông. Liên tục truy đuổi, phun nước áp lực cao, đâm va cực mạnh nhằm làm chìm tàu Việt Nam. Những hành động hung hăng này của Trung Quốc đã lặp đi lặp lại trong suốt 2 tháng qua trên Biển Đông. Mức độ căng thẳng ngày càng được Trung Quốc đẩy lên cao khi họ liên tục tăng bổ sung tàu bảo vệ và máy bay, thậm chí huy động nhiều tàu chiến quân sự vào cuộc. Nham hiểm hơn, Trung Quốc còn ngụy trang hàng trăm tàu vỏ sắt thành tàu cá, rồi đi vào vùng biển của Việt Nam để vừa ngăn cản lực lượng thực thi pháp luật của ta, vừa uy hiếp, đe dọa ngư dân Việt Nam. Tuy nhiên, đáp lại sự hung hăng đó, cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên trì đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, bởi nếu manh động đáp trả, sẽ bị rơi vào bẫy của phía Trung Quốc. Về cơ bản, đến giờ phút này thì chúng ta không có gì thay đổi về phương châm cả. Chúng ta vẫn cương quyết, kiên trì bằng các phương pháp là đấu tranh mềm dẻo. Chúng ta chỉ bằng cách là tiếp cận đến và chúng ta dùng coi như loa tuyên truyền để các bạn có những cái hành động coi như là rút cái giàn khoan khỏi cái thềm lục địa của chúng ta. Nhưng mà các bạn thấy đấy, khi chúng ta tiến lại để chúng ta tiến hành tuyên truyền thì cái hành động của các bạn rất là cương quyết và hung hăng đấy, có thể đâm va vào tàu của chúng ta bất kể lúc nào và bất kể thời gian nào, đặc biệt là cái tình huống vào ban đêm đấy. Cho nên là đối với cán bộ chiến sĩ thực hiện cái nhiệm vụ trên tàu, chúng tôi rất là căng thẳng trong vấn đề đấy. Các cái lực lượng chấp pháp của chúng ta đã thực hiện các cái chiến thuật rất tốt trên Biển Đông, vì vậy cho nên cái tổn thất của chúng ta tuy vừa qua ngày này ngày kia, lúc này lúc kia nó cũng bị thế này thế kia, nhưng mà lực lượng của chúng ta tổn thất cũng chưa phải là đáng kể, và chúng ta vẫn thực hiện được một cái chỉ đạo xuyên suốt là kiên trì sáng suốt, không bị cuốn vào trong những cái chuỗi hành động của Trung Quốc. Chỉ cần cuốn vào thôi thì cái cớ của Trung Quốc nó biến một, có thể là 10 và thậm chí nó cả trăm. Bên cạnh việc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép tại Hoàng Sa, chỉ trong 2 tháng qua, Trung Quốc liên tục có những hành động leo thang căng thẳng trên Biển Đông. Từ việc xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Gạc Ma ở Trường Sa mà họ cưỡng chiếm của Việt Nam từ năm 1988, cho đến việc kéo giàn khoan Nam Hải 09 vào vùng tranh chấp tại cửa ra của Vịnh Bắc Bộ. Và mới đây nhất là việc ngang nhiên công bố bản đồ đường lưỡi bò chính thức. Tất cả đang cho thấy một thực tế, Trung Quốc đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, bài bản nhằm đạt được âm mưu nuốt trọn Biển Đông. Tôi đã cũng có từng nói rồi, cái chuyện trên Biển Đông sẽ không bao giờ dừng lại. Khi mà Trung Quốc đã có một quyết tâm rất lớn là thực hiện cái chiến lược độc chiếm Biển Đông. Và con đường mà Trung Quốc ra đại dương lớn để mà vươn lên trở thành một cái siêu quyền quốc tế là họ phải dùng cái con đường Biển Đông. Mà tôi nghĩ rằng lúc này họ làm mạnh hơn nữa, vì cái điều kiện quốc tế, khu vực là thuận lợi cho cái việc họ thực hiện được cái giấc mơ đó. Dù có sức mạnh vượt trội về quân sự và kinh tế, song trong mắt bạn bè quốc tế, có lẽ Trung Quốc sẽ không bao giờ trở thành một cường quốc được tôn trọng. Và bộ mặt thật của chính quyền Trung Quốc cuối cùng đã bị lột trần chỉ trong vòng 2 tháng qua. Trung Quốc bộc lộ hơi sớm cái ý đồ của mình. Chính cái hơi sớm ấy lại là một cái tốt cho Việt Nam, tức là làm cho chúng ta cảnh tỉnh, là cái cơ hội để chúng ta xem xét lại toàn bộ cái sách lược, cái chiến lược quan hệ đối với Trung Quốc, để rồi chúng ta có cái điều chỉnh từ vấn đề chính trị, kinh tế, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, thậm chí cho cả đến vấn đề văn hóa và những vấn đề lịch sử quan hệ Việt Nam với Trung Quốc. Cái quan hệ hàng nghìn năm nay chúng ta biết là Trung Quốc gây chúng ta biết bao nhiêu cái đau đớn, đặc biệt là hơn nửa thế kỷ qua. Để thực hiện mưu đồ bành trướng, rất có thể Trung Quốc vẫn sẽ duy trì giàn khoan cùng hàng trăm tàu bảo vệ trong thời gian tới. Điều này đồng nghĩa với việc
lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam sẽ tiếp tục phải kiên trì đối mặt với những cú đâm va, những lần phun vòi rồng trong những ngày sắp tới. Tuy nhiên, với nghĩa vụ bảo vệ lãnh hải thiêng liêng của dân tộc, cùng với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ không bao giờ khuất phục.